Về miền Tây là vậy nè, sông suối cây trái tự nhiên. Nhà mình thì ngày xưa trồng ổi, bây giờ thì ổi nó chết nhiều quá nên đổi lại trồng chanh. Đây, đây là vườn chanh nè. Cứ bơi xuồng rồi đi bẻ thôi. Wow, chanh trái quá trời luôn nè. Đó. Còn ở dưới mương này thì để là để bơi xuồng, nhưng mà ở đây đầu hết mọi người là nuôi cá, mua cá con nuôi nuôi rồi cho nó ăn trái cây, ăn trái cây chín. Như ngày xưa nhà có trồng ổi thì nó sẽ ăn trái ổi chín với ổi dạt rồi đó, rồi sau vài năm thì bắt cá lên ăn, cá to lắm, con nào con lấy 5-6 kg thôi. Tại đợt này mình ăn chay nên ba không có bắt cá, đợt sau mình về mà mình hết ăn chay rồi có bắt cá là mình sẽ quay về mọi người coi. Một con cá tra chỉ ăn trái cây thôi mà khoảng 8 kg, 9 kg có.